Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc Công ty Kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về số phận con người. Trong nhân tướng học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao, xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt. Từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về những đặc điểm nét tướng mặt của người nghèo khổ và cách hóa giải. Lông mày che khuất ấn đường hay còn được các thầy tướng số gọi là khóa ấn đường. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, kỵ ấn đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao. Cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Người sở hữu kiểu ấn đường này thường có gia cảnh bần hoàn, hoặc là cha mẹ phải đi làm ăn xa, bồn bà tứ phương. Người này có tính cầu thả, dễ nóng nảy hay cáu gắt và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vất vả và đến khoảng trên dưới 30 tuổi họ khó tránh khỏi họa. Nhưng nếu tâm lý vững chắc thì có thể vượt qua được. Đặc biệt, nếu nếp nhăn càng ngoằn ngoèo, hằn sâu hoặc lông mày tại vị trí này càng nhiều thì số mệnh của những người này càng xấu. Theo chuyên gia tướng số của Phong thủy Gia Cát thì những mệnh chủ rơi vào trường hợp ấn đường bị khóa như này thì tốt nhất sẽ cần phải thường xuyên nhổ tỉa phần lông mày tại vị trí ấn đường đi. Kèm với đó sẽ cần luôn luôn mang theo bên mình một pháp khí trợ mệnh Minh Quang pháp bảo để nạp tài kích vận, mang lại bình an may mắn cũng như tài lộc cho mình. Ấn đường có màu xanh hoặc đỏ, tai họa triền miên. Ấn đường nằm ở vị trí hai đầu lông mày còn được gọi là cung mệnh trong 12 cung tướng mặt. Ấn đường rộng khoảng 2 ngón tay được coi là quý, là đẹp. Quan sát ấn đường có thể nhìn thấy tính cách và vận mệnh của một đời người. Nếu ấn đường có nhiều đường vân ngang dọc hỗn loạn, có vết sẹo hoặc huyết hãm, lồi lõm bất thường, chuyển sang sắc đen u ám hoặc đỏ sẫm thì chứng tỏ sức khỏe của chủ nhân có vấn đề. Ngoài ra, cho dù bản thân người này có tài hoa đến đâu nhưng ít khi gặp phải may mắn, trái lại thường gặp xui xẻo tai họa, nhất là khi ấn đường chuyển sắc đen sạm, ra đường phải hết sức thận trọng, chú ý an toàn tính mạng. Nếu đi xa thì đừng đi một mình, cũng không nên giao lưu với người lạ, kẻo sẽ bị hãm hại, rước vận xui vào mình. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn nếu như người này làm nhiều việc thiện, tu tâm, tích đức, hóa giải vận xui. Người có ấn đường tối tăm màu xanh thì lúc nào cũng phải cẩn thận, đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Đặc biệt chú ý khi đi đường, tránh để xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, không nên bắt chuyện với người lạ hoặc trò chuyện quá thân mật với người không cần thiết. Người có ấn đường tối tăm, màu đỏ thì lại càng cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra những chuyện đáng tiếc do nói lỡ lời gây ra, thậm chí cẩn thận kẻo để xảy ra kiện tụng không đáng có. Phúc đường khí sắc kém. Mối quan hệ giao tiếp của một người chủ yếu biểu hiện ở nội ngoại phúc đường, đại diện cho tài phú của một người. Người có xương gò má nhô cao thường được kế thừa tài sản cha ông để lại, họ sẽ không lo lắng về tiền bạc. Nếu tại phúc đường chỉ thấy xương sẩu gồ ghề thì lại là người có bệnh thích mua sắm, họ thuộc loại người không tiếc tiền bạc miễn là có được thứ mình muốn. Họ có tiền, xong cũng thích tiêu tiền, nên phúc đường bị tổn thương thì họ sẽ rất khó cất giữ được tiền bạc, tốt nhất là không nên kinh doanh. Tướng mắt dê. Tướng mắt dê có hình dạng nhọn, mắt tròn, đầu nhọn, đuôi lớn, mí trên dài và rõ, mí dưới không rõ, tròng đen hỗn tạp, đen ít vàng nhiều, đồng tử mờ như có lớp vải hay là sương mỏng che phủ, toàn thể mắt trông như có vẻ thanh nhã. Đặc biệt, tướng mắt dê có nhãn cầu rất nhỏ, lòng trắng rất nhiều và đục, đôi mắt đứng đầu trong ngũ quan. mắt, lông mày, tai, mũi, miệng và được các lý luận của bộ môn nhân tướng học vô cùng coi trọng. Theo như thuật nhân tướng học cho hay thì tướng mắt dê có thể phản ánh rất rõ cá tính, vận số, sự nghiệp, tình cảm hôn nhân. Về phương diện giám sát quan tướng mắt dê thuộc loại bất thành tựu. Nếu ngũ quan toàn hảo, cốt cách khá thì cũng được hưởng lộc nhỏ trong một khoảng thời gian nhưng không trọn vẹn. Từ trung vận về sau, những người có tướng mắt dê có vận mệnh càng ngày càng xấu. Tuy dê thuộc loại hiền lành, nhưng người có tướng mắt dê lại không phải là điểm cát lành. Nhìn sâu vào đôi mắt, thấy có màu đen nhạt, lại có chút vàng pha lẫn, tạo cảm giác như là trắng đen không rõ ràng. Ánh nhìn lúc nào cũng nhập nhằng, không phân định rõ, khiến cho người nhìn cảm thấy khó chịu. Hầu hết, những người có tướng mắt dê được thừa hưởng chút ít sản nghiệp của đời trước để lại. Thế nhưng vì là những người này không có tài nên họ dễ dẫn đến tan gia bại sản. Về già, cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Do đó, nếu họ học cách chi tiêu tiết kiệm, biết tích lũy thì sau này sẽ đỡ khổ hơn. Nếp nhăn ngang ở đuôi mắt nhiều. Đuôi mắt được coi là vị trí của cung phu thê, đó cũng là bộ phận biểu hiện sự tốt xấu về mặt tình cảm của con người. Đuôi mắt trơn, láng, không nếp nhăn, thường là những người hiền hậu, dễ hòa đồng, có cuộc sống hạnh phúc. Còn với những người có đuôi mắt nhiều nếp nhăn thì hay gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, gặp nhiều biến cố lớn trong hôn nhân, tỷ lệ ly hôn cao. Không chỉ về mặt tình cảm, những người này cũng thường xuyên có công danh sự nghiệp vất vả không thuận lợi. Đặc biệt nếu là phụ nữ thì dễ bất hòa với đồng nghiệp. Họ hay bị gièm pha nên dễ vướng vào những rắc rối ngoài ý muốn trong công việc. Khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp, làm việc gì cũng không thuận lợi. Khoảng cách giữa mắt và lông mày rộng thì chính là cung điển trạch chật hẹp. Người có tướng mặt như vậy thì vui vẻ yêu đời, kiên trì và nhẫn nại, có thể mua nhà cho mình. Ngược lại, khoảng cách giữa mắt và lông mày hẹp thì lại cho thấy cung điển trạch chật hẹp. Người có tướng mặt như vậy tính tình nóng vội, làm việc gì cũng thiếu sự nhẫn nại, chỉ muốn có kết quả ngay, không thích hợp với những công việc đòi hỏi phải kiên trì. Tuy nhiên thì họ có khả năng thích ứng mạnh mẽ, dễ hòa đồng, khiến mọi người đều yêu quý. Chỉ có điều là họ không thể mua được nhà cho mình, mãi mãi phải ở nhà thuê. Cung điển trạch không tốt cho thấy, khó sống hòa hợp với mọi người trong nhà, quan hệ gia đình có thể sẽ rất căng thẳng. Còn nếu như mà cung điển trạch nổi mụn, có vết sẹo thì các thành viên trong gia đình bất hòa, dễ xảy ra xung đột. Nhìn vào khoảng cách giữa lông mày và mắt là cách nhanh nhất để đánh giá số lượng bất động sản của một người. Nhân tướng học cho rằng, khoảng cách giữa lông mày và mắt là cung điển trạch. Nếu cung điển trạch càng rộng thì càng cho thấy người này có nhiều bất động sản. Lông mày mọc lộn xộn. Lông mày đẹp hay là xấu cũng là một trong những nhân tố đặc trưng biểu hiện đường sự nghiệp công danh của con người. Đặc biệt, những người có đường lông mày chia cắt lộn xộn thì vô cùng bất lợi. Người như vậy, tính cách thường là nóng vội, không biết cư xử khéo léo trong giao tiếp với đồng nghiệp, nên dễ gặp trở ngại trong công việc. Những người này không hẳn là xấu, đôi khi chỉ đơn giản là vì khả năng biểu đạt của họ kém, lại cộng với tính tình nóng vội nên thường bị thua thiệt. Do vậy, đường công danh sự nghiệp của họ thường không mấy khả quan. Trên đây là những thông tin về những nét tướng khiến mệnh chủ tiền không có, luôn gặp xui xẻo, muốn đời sáng hơn cũng khó. Và phần tiếp theo của chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi có những đặc điểm trên, vận trình trong năm Canh Tí sẽ khó khăn, trắc trở, cần phải cẩn trọng chú ý. Tốt nhất sẽ không nên kinh doanh buôn bán. Đó là tuổi Tí. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Tí vào năm 2020, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Tí thủy tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tí thì những chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cần xuất sắc vượt qua các kỳ thi sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tí trong năm trực thái tuế là điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên tí thủy của tuổi Tí nên con giáp này phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân, mục tiêu đề ra thì cần phải nỗ lực cố gắng hết mình, chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc sưa đỏ, là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an. Ngoài ra, vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có các hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lập tài vượng tiến. Tuổi Mão. Tuổi Mão vào năm 2020 thì canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế Tý thủy tọa tại thiên ấn. Đây là điểm báo trong năm, bản mệnh dễ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế thiên ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành, sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ, xin việc, chuyển việc cũng sẽ được như ý. Khả năng thăng quan tiến chức rất lớn. Cơ hội đến không ít, nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm thái tuế mang đào hoa nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu. Cũng có thể chính bản thân con giáp này lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó, nhưng về lâu dài thì để lại hậu họa khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an. Đồng thời luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời quý thần, từ đó giúp cho công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến, bền vững. Tuổi Ngọ. Theo dõi phần trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ năm 2020, con giáp này gặp thái tuế Tý thủy khắc chế với ngọ hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội. Tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, bị những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, làm việc mệt mỏi căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt khỏi nội quy mà chịu trừng phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm, hãy để lộ điểm yếu gì với họ. Nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Ngọ gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý muốn. Điểm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này chớ nên gây chuyện với cơ quan hành pháp, chấp pháp, kẻo lại mang họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc. Bạn có thể bị thuyên chuyển công tác, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc vẫn còn khó nói. Biết đâu đi tới một nơi khác lại là khởi đầu may mắn hơn cho con giáp này. Xét về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Những chú ngựa cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xỉm làm mình nóng giận, bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả về sau. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Tuổi Mùi, xem tử vi sự nghiệp của tuổi Mùi do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý thủy lộ xuất thiên tài, đồng thời Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại nên sự nghiệp của tuổi Mùi có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc của bản mệnh phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm. Chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên khiến bản mệnh cần cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính vì những lúc này, bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông, may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp Quý Nhân, Hợi, Mão, Mùi. Ngoài ra thì các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay cũng phải phân rõ việc công và việc tư, không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bên cạnh bạn có người tốt kẻ xấu cùng xuất hiện, vì vậy cần phải có khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén để biết ai là người thực sự tốt với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Với những người làm nghề tự do thì bản mệnh cần phải xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm thị phi cho chính bạn. Tuổi Dậu. Trong năm 2020, tuổi Dậu chủ yếu sự nghiệp ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bạn thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu, vì thế không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, tuổi Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó mà đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, con giáp này cần tham gia nhiều hoạt động hoặc là đọc các loại báo chí, sách báo để giúp truyền cảm hứng thay đổi tâm trạng. Về tổng thể thì tuổi Dậu không được thuận lợi do phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương hại, Tý thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, đồng thời địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kiếp tài sinh thực thần. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài là phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Con giáp này khó có thời điểm nào được yên ổn làm việc do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Cũng phải vướng nhiều rắc rối vì chính bản tính bốc đồng lơ là của mình. Nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất thì nên tránh xa những bạn bè xấu hay rủ rê lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi, làm lơ là sự nghiệp. Không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc để suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Trên đây là những nét tướng mặt gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh, sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó có thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu những tướng mặt mà không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm, cái nhìn tích cực để có thể gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.